Lôi hệ pháp tắc của ngươi rất mạnh, hơn nữa đạo đạo ẩn hàm chứa bên trong đã vượt ra khỏi phạm trù của vòng trời. Khác biệt giữa đạo tử và thiên kiêu về bản chất là đạo ẩn. Có điều hình như ngươi quá dựa vào đạo ẩn. Nếu lấy đi đạo ẩn của ngươi, thực lực của ngươi sẽ giảm mạnh. Đối với ngươi mà nói, đạo ẩn dường như không thể là ngăn cản. Nhưng đạo ẩn của ngươi đối với ta mà nói, dường như không có tác dụng gì. Xoẹt. Chẳng trách Hoa Thiên Mệnh có khí phách như vậy. Hắn trong vài năm nay đã lĩnh ngộ được cực ý chi kiếm. Hắn hình như hoàn toàn chưa thôi động qua kiếm ý, nhưng những kiếm ý này lại tự động tràn ra. Cực chi kiếm ý là một loại cực hạn trong vòng trời. Tiến thêm một chút thì coi như là vượt ra khỏi một thiên đạo. Từ mức độ nào đó mà nói, Hoa Thiên Mệnh cũng là một sự tồn tại giống như đạo tử. Mới không gặp Thiên Mệnh huynh vài năm, cũng không biết huynh ấy đã trải qua cơ duyên thế nào mà có được tiến bộ như vậy. Boom. Bọn họ cũng chỉ giống chúng ta là thần hải cảnh, giao đấu với nhau mà bạo phát ra uy lực hủy thiên diệt địa như vậy, không thể tưởng tượng được nổi. Phù, càng lợi hại càng có nghĩa vòng này nguy cơ càng nghiêm trọng. Ta nghe Thanh Long từng nói, đại thế chi tranh sinh ra những thiên tài mạnh là vì cơ chế tự bảo vệ đến từ vòng trời. Thiên đạo đã cảm nhận được sự tiến gần của nguy cơ mới có nhiều thiên tài sinh ra như vậy. Nhưng rốt cuộc là nguy cơ gì? Tên này là kẻ nào? Là Hoa Thiên Mệnh phải không? Đúng vậy. Kiếm Long Đình tuy nổi tiếng kiếm đạo, cũng chỉ kém một vài thiên kiêu, nhưng cái tên Hoa Thiên Mệnh này hình như chưa từng nghe nói đến. Không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Quả nhiên phái Hoa Thiên Mệnh tham gia Mộng Huyễn chiến trường là sự lựa chọn đúng đắn. Vốn nghĩ thực lực của hắn ở trong số các thiên kiêu cũng có chỗ đứng khá khá, không ngờ hắn đấu được lại cả với đạo tử, báo, cơ gia, hiên viên gia, biệt gia và các gia tộc tộc trưởng tụ tập ở bên ngoài cửa thánh địa. Chỉ danh muốn thu Hoa Thiên Mệnh vào trong tộc, muốn bàn bạc thương lượng với ngài. Biết rồi, chuyện nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Kiếm phân giới là lãnh địa của hiên viên gia tiếp giáp, nghĩ cũng có thể qua là lửa thuộc địa. Hiện giờ bên các ngươi xuất hiện kỳ tài như Hoa Thiên Mệnh, có thể nhường đường cho gia tộc bọn ta hay không? Hiên viên gia bọn ta nhất định sẽ có thù lao lớn. Chỉ là trùng hợp ở trên lãnh địa của các ngươi thì liệt vào phạm vi thế lực của mình rồi. Cơ gia bọn ta từng có rất nhiều đệ tử tu luyện ở đây. Trong lịch sử còn có người đảm nhiệm Kiếm Long Đình chủ. Kiếm Long Đình có thiên tài, cũng nên để bọn ta lựa chọn. Không thể nói như các ngươi được đâu. Con cháu quý gia ta cũng từng làm đệ tử ở Kiếm Long Đình, cũng từng làm đình chủ, nói sâu xa cũng không kém gì hiên viên gia và cơ gia các ngươi. Để ra bọn ta cũng qua lại với Kiếm Long Đình nhiều, bọn ta cũng có tư cách mời Hoa Thiên Mệnh gia nhập. Xem ra bọn họ muốn tranh giành rồi. Ta muốn đồng ý hoặc từ chối nhà nào, bất luận là mấy đại gia tộc hay là bản thân Hoa Thiên Mệnh, đều không dễ nói chuyện. Cứ chờ mộng huyễn chiến trường kết thúc để cho Hoa Thiên Mệnh tự chọn đi. Thập phương lô diệt không có tác dụng với ngươi, vậy thì cứ thử cái này đi. Duyệt, cẩn thận. Không ngờ là Tích Huyên có thể lôi hóa hoàn toàn bản thân, trở thành hình thái giống như lôi hệ pháp tắc sinh linh. Lôi hệ pháp tắc sinh linh dường như đều có lôi điện hóa thân. Bọn họ đi lại đã là một sự giết chóc. Hoa Thiên Mệnh căn bản không có thời gian để phải đứng lại. Trong hình thái này, là Tích Huyên có lẽ là sự tồn tại vô địch rồi. Là Tích Huyên sau khi lôi hóa cũng là tốc độ cực nhanh. Nhưng nếu ta dùng ngũ hành chi lực trói buộc lại, cũng có khả năng khắc chế, nhưng cũng không dễ dàng gì. Tốc độ của ta ngươi không thể được kịp, kể cả bây giờ ngươi rút kiếm cũng vô dụng thôi. Vừa rồi ta đã sơ ý rồi, lần sau nếu ngươi còn không chịu rút kiếm, vậy thì thật sự không còn cơ hội nữa đâu. Tốc độ đó đúng là rất nhanh. Đây có lẽ là
Tử Minh nuôi thân trong Huyền Lôi Thần Đạo đúng không? Ngươi sao ngươi đã biết? Từ cổ tối nay người bước vào Thần Đạo đến trên đầu ngón tay. Đạo của mỗi người đều khác nhau, liên quan đến Huyền Lôi Thần Đạo cũng chỉ có ta hiểu. Cho dù là Thiên Vị Nhất Tộc trưởng lão tộc trưởng cũng không thể đề xuất cho ta. Hắn sao lại biết? Có điều cô cũng chỉ là mới trở thành đạo tử mà thôi. Từ Huyền Lôi thân cũng không thể đột phá cấp tốc trong vòng trời được, ta chưa chắc đã không đuổi kịp đâu. Tên Hoa Thiên Đại này sợ là điên rồi, trừ phi hắn tự lôi hóa, nếu không căn bản không thể đuổi theo tốc độ trong nháy mắt đó. À, thì nó chưa chắc đâu, ta chỉ là hiếu kỳ xem hắn sẽ dùng cách gì để phá chiêu này của Lạc Tích Huyên. Có điều cô đúng là có thực lực khiến ta rút kiếm. Tốt lắm, vậy thì kết thúc thôi. Huynh hầm 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 duyệt hả? Cô ấy rõ ràng một chiêu là xử lý được Hoa Thiên Mệnh rồi, làm vòng làm gì? Thì là dựa vào tốc độ của ta, Hoa Thiên Mệnh căn bản không thể đối phó được. Nhưng từ lúc vừa rồi ta đã có một cảm giác kỳ lạ, dường như là bị Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm. Bất luận tốc độ của ta nhanh đến mức nào, ánh mắt của tên này cũng đuổi theo kịp được ta, cho nên ta không dám tiến lên. Không được, sau khi nội hóa vô cùng hao tốn chân nguyên, ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Xe xe dầm, chính là trong trước mắt này, tuyệt bộ nhất thiểm xuyệt. Không được rồi, thiếu một chút nữa. Thân thể Tử Minh Lôi đã có tốc độ cực hạn rồi, ngay cả ta cũng không thể thay đổi đạo vận hành của bản thân, không thể quay lại được nữa rồi. Nhất kiếm chặt lóe, tuy rằng ta không thể di chuyển bằng tốc độ nháy mắt trên mặt cờ như ngươi, nhưng quỹ đạo di chuyển của ngươi ta đã nắm bắt được. Chỉ cần ta xuất kiếm vượt qua tốc độ đó thì có thể đánh trúng ngươi rồi. Xoẹt nha, một kiếm này sẽ không lấy đi tính mạng của ngươi, nhưng nó có thể khiến cho đạo quản huyền lôi của ngươi nhanh chóng mất đi. Thời gian ngươi ở lại trạng thái Tử Minh Lôi đã quá lâu rồi, chân nguyên cũng tiêu cao gần hết, ngươi không thể duy trì thân thể Tử Minh Lôi này nữa. Ngươi không nên ép ta rút kiếm. Ngươi rất lợi hại, có điều nếu cẩn thận hơn ta sẽ không thua. Ta còn một chiêu rất là lợi hại, giờ không dùng được rồi, bực mình. Nạn tâm lơ đúng không? Chỗ lợi hại nhất của thần đạo huyền lôi không phải là thân thể Tử Minh Lôi, mà là loạn tâm lôi. Cũng chỉ có loạn tâm lôi mới có thể phát huy đạo quẩn đến cực hạn, nhưng cũng không có tác dụng với ta đâu. Ngươi, mọi thứ đều thắng ta, đã như vậy còn ép người ta ra, còn ép người ta, đáng ghét đáng ghét. Tên giám thối này với Giang Chính Nghĩa kia tính cách rất là giống nhau, nhưng thật ra hắn không giống tên Giang Chính Nghĩa đáng ghét kia, ngược lại cũng dễ nói chuyện hơn. Hoa Thiên Mệnh thắng. Ây à, sao có thể như vậy được? Đoán chừng không ai có thể nghĩ rằng Hoa Thiên Mệnh sẽ thắng. Mấy thằng cha nhà cái chắc chắn là vỡ kèo rồi. Không chỉ vậy, thế cục trên bàn cờ cũng có thay đổi rồi. Ngươi xem trên bàn cờ thiên địa kia, khó khăn lắm quân cờ trắng mới tạo được thế rồng lớn, lúc này đã bị quân đen xông vào phá vỡ thế đó. Quân trắng đang rơi vào tình thế bất lợi. Nếu nói bàn cờ thiên địa diễn hóa cục diện của vũ trụ tương lai, Hoa Thiên Mệnh đánh bại Thiên Viên Tộc là Tích Huyên, đây là có ý nghĩa gì? Hơn nữa hiện giờ các quân cờ lộn xộn, chắc đợi nước đi của mình tiếp theo. La Trinh Huynh, ta mong chờ ta đấu với Huynh. Ta cũng vậy Thiên Mệnh Huynh. Thì ra đối thủ Hoa Thiên Mệnh muốn rút kiếm là La Trinh. Hai trận chiến của hai người đó quả thực sẽ rất là đáng xem đây. Kết thúc, Gia Trinh Nghĩa của Thiên Vị Tộc thắng. Ta nhận thua. Liệt Thiên Hàn của nhân tộc chiến thắng. Cơ Lạc Tuyết thắng. Thế trận càng lúc càng phức tạp, các võ giả bị loại càng lúc càng nhiều. Giờ đến lượt ai tiếp theo đây? Ý, đến lượt ta rồi sao? Đối thủ sẽ là ai đây? Là ta. Không phải hồi hộp, La Trinh kia đúng là có chút bản lĩnh, nhưng không phải đối thủ của ngươi đâu. Đúng, tên đó chỉ có Thánh Thương là lợi hại thôi. Theo ta biết,
Thì ngươi cũng không sợ thủ đoạn đó của hắn? Đối thủ của tỷ tỷ lại là A Trinh không ổn rồi. Cô gái này chắc chắn là người của Quý gia, cùng một gia tộc với Quý Nam. Nhưng có vẻ nàng khá là xúc động. Chào cậu. Chào cậu. Ngươi, ngươi có thích hoa đào hay không? Nàng ta hỏi cái khỉ gì vậy? Con này bị bệnh hả? Hỏi cái này là ý gì? Lại còn giả vờ vịt thẹn với trả thùng. Năm nay hoa đào lỡ trước Tết 2 tháng đó, ta đương nhiên là thích. Ta cũng thế. Ta có thể chia sẻ với ngươi một vật. Chia sẻ cái gì? Cảnh mộng của ta. Sharingan của Uchiha. Ý, cảnh mộng chân thật quá. Ta vốn cho rằng chiếc trường mộng ảo là một cảnh mộng. Về sau mới biết nơi đây cũng chỉ là một đại giới nào đó ở trong thiên đạo. Nhưng cảnh mộng của cô gái này có thể chân thật như thế, trình độ tạo ra ảo cảnh thật là cao. Nàng ta định làm gì đây? Mặc thế nào, bước vào cảnh mộng của nàng ta rồi chắc chắn không phải là khởi đầu tốt rồi. Rất đẹp phải không? Đấy, ngươi là ngươi đẹp hay là hoa đẹp? Ý, tất nhiên là hoa đào rồi. Cứ ở trong cảnh mộng này thì thật là tốt. Nơi đây tuy nào đẹp nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng ngươi không có lựa chọn khác. Chưa chắc. Xoẹt. Chỉ cần một ngón tay mà đã chặn được đòn tấn công của sát lục thánh thiên ngay sau. Sức mạnh thần tí chỉ là vô dụng mà thôi. Một vạn long lân chi lực. Nhất niệm vô chuyển. Nguyên. Trong cõi mộng này, ta là chủ tế. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Công kích thần túy không có hiệu quả. Nếu không phá nổi cõi mộng này, chỉ sợ ta thua là điều không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ sẽ bị loại ở đây hay sao? Thật ra thì ngay từ khi ngươi tiến vào cõi mộng của ta thì ngươi đã thua rồi. Nhận thua đi. Vù. Vô dụng thôi, ngươi trốn không thoát khỏi cõi mộng vì thế của ta đâu. Khung cảnh cõi mộng này rất đẹp. Ta không muốn máu tươi của ngươi làm ô uế cõi mộng này. Ngươi nhận thua đi. Ha ha, La Trinh này cũng chỉ có thể bị tiểu nữ Quý gia đùa giỡn một chút. Đùa giỡn như một con chuột. Ban đầu ta còn có chút lo lắng. Hiện tại xem ra La Trinh căn bản không có khả năng chiến thắng. Đúng là tỷ tỷ đã lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng La Trinh không phải là người dễ đối phó như vậy đâu. Nếu hắn phát hiện ra bí mật của tỷ tỷ chỉ sợ. Quái mộng của ngươi đúng là lợi hại. Nhưng cho dù là gì thì cuối cùng cũng có cách phá để phá giải. Ngươi không hiểu quái mộng phỉ thúy này mạnh đến cỡ đâu. Để vào quái mộng của ta thì nhất định sẽ bị ta khống chế. Dầm. La Trinh. Đừng vội, La Trinh không dễ thất bại thế đâu. Nữ nhân kia có năng lực gì vậy? Có thể làm nứt vỡ quân cờ. Đám khí màu tím kia là cái gì? Lại có thể tạo ra uy lực lớn như vậy. Sau khi quân cờ yên vị trên bàn cờ, nó không thể di chuyển. Nàng ta làm sao có thể phá lứt quân cờ đấy vậy? Phạm. Thả ta ra. Phá giới cuộc chơi không phải là chuyện tốt đâu. Ngươi cứ im lặng mà xem đi. Nghe nói bên trong vũ trụ này tồn tại một loại thuật giết người trong mộng. Chính là lặng lẽ lẻn vào trong giấc mơ của đối phương mà hạ sát. Giờ ta đang ở trong mộng cảnh của nàng. Cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể thắng nổi nàng ta. Mộng sát thuật. Nơi này là mộng cảnh, cũng không phải giấc mơ của ta. Như vậy nàng ta làm thế nào mà dẫn dụ ta được vào cõi mộng phỉ thúy của nàng ta vậy? Bình thường. Ngày nghĩ gì đêm mơ lấy. Nếu ban ngày tiếp xúc với sự kiện gì thì ban đêm rất dễ mơ về đến nó. Nói cách khác, ta với nàng vừa tiếp xúc đã bị lặng lẽ dẫn vào mộng cảnh. Vậy trước đây, Quý Niên Sinh nói với ta cái gì mà khiến ta tiến nhập vào mộng cảnh này của nàng vậy? Ngươi có thích hoa đào hay không? Là hoa đào. Đúng rồi, cô gái này dùng hoa đào làm vật dẫn để kéo ta vào cõi mộng. Hoa đào này vẫn luôn duy trì cõi mộng thì ta không thể tỉnh lại được. Thế nhưng cảnh mộng phỉ thúy này có vô số hoa đào.
Đến cùng thì cái nào mới là thật đây? Mộng như thực, thực như mộng, thật khó khăn phân biệt thật giả. Kỳ quái, xung quanh nàng ta không là khoảng trống, không hề có hoa đào. Đa số hoa đào rơi xuống đều lập tức bị ngăn cách với nàng ta. Nhưng hoa đào này hẳn là thuộc về trong mộng, hẳn là thuộc về trong mộng cảnh đó. Ý, lúc trước dẫn vào cõi mộng, cánh hoa đào đó chưa từng xuất hiện, giờ lại xuất hiện trên búi tóc của nàng ta. Vậy chỉ cần chém nát cánh hoa đào này, ta có thể phá vỡ được cõi mộng. Nên kết thúc đi, cơ thể của ngươi rất đặc thù. Cường độ thân thể tương đương với thần khí, chỉ đáng tiếc là gặp phải ta. Xoẹt, boom. Na Trinh, đừng vội, mộng sát thuật không tổn hại thân thể thật. Tuy rằng Na Trinh ở trong mộng sát thuật đang bị thương, nhưng trong hiện thực hắn vẫn có thể về. Nhưng nếu hắn ở trong cõi mộng mà bị đánh chết, có khả năng linh hồn cũng sẽ tan biến. Cái này, Aya không ngờ trong cõi mộng cô gái này lại ra tay tàn nhẫn như thế. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài thẹn thùng đó mà bị được gạt. Ngươi có thể nhận thua được không? Ta là người rất là lương thiện, không muốn làm người khác đổ máu như thế đâu. Nhận thua à, miễn đi. Nhưng đổ máu thì ta vẫn có thể tránh né. Nên sinh tỷ tỷ chỉ sợ sắp thua rồi. Không tốt rồi. Cái gì, Quý Nam? Tỷ nói đùa đó à? Ta gặp lại muốn xem bộ dạng lúc ngươi rơi lại đó. Đừng có vùng vẫy trước khi chết như thế có được không? Trong lúc cải mộng này, luận về tốc độ hay là sức mạnh, ta tuyệt đối đều là chủ thể ở trạng thái vô hạn. Ta phải cố gắng tấn công liên tục, thời dịp nàng ta không kịp phản ứng. Tiên hạ thủ vi cường, xẹp. Na Trinh này, đến cùng là đang định làm cái gì thế? Cơ hội tốt như vậy, lại chỉ lấy kiếm chém cánh hoa nào trên đầu của Quý Liên Sinh. Hoa nào đã bị chém, Quý Liên Sinh đã bại rồi. Có điều thế lại tốt, ta có cơ hội giao đấu với Na Trinh rồi. Ta thôi rồi, xin lỗi. Cõi mộng của ngươi rất đẹp, nhưng một lần là đủ rồi. Nếu ngươi định lấy nước mắt làm vật dẫn đưa ta vào cõi mộng, thì sợ là ta sẽ làm tổn hại gia nhân đó. Ta thua rồi. Xoẹt. Là chiến thắng. Nữ nhân này thật là âm hiểm. Không, điều này không thể trách nàng ta. Không sai, tu luyện thần đạo mộng không thể chính diện đối đầu được, chỉ có thể lấy thủ đoạn dẫn dụ đối phương. Đây cũng là một chiến kỹ, không thể nói là âm hiểm được. Tên mệnh huynh nói cực đúng. Đã thám thính được tin tức liên quan đến Na Yên rồi. Không nghĩ tới Na Trinh lại liên quan tới sự tình này. Vốn ta nghĩ hắn cùng lắm chỉ là sinh linh bình thường của vũ trụ đại diễn này thôi. Ta ở thiên đạo này vô số năm chỉ để tu tăng thế kiếp, đó là kiếp quả, cứ trang nghiêm, kiếp hiện tại nhân hiền, kiếp tương lai tinh tú. Tuy rằng ta rất chán ghét Phật môn, nhưng bọn họ lại thực sự rất lợi hại. Ta cũng chỉ có thể ngây ngốc ở đây, tiện thể quản lý tầng trời này. Mỗi thiên đạo trôi qua rất là tẻ nhạt. Na Trinh xuất hiện khiến ta cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì thiết lệnh của hắn có thể tùy ý kích phát giác âm trong quy tắc thiên đạo, mà thần thú hao thiên mô là do ta tạo ra để đặt vào trong vũ trụ. Lúc trước khi tạo ra hao thiên mô, ta đã bỏ giác âm trong quy tắc thiên đạo vào chúng, nhưng không dám tạo ra quá nhiều, quả sẽ là làm vũ trụ âm ý hỗn tạp. Bởi vì những sinh linh trong vũ trụ này rất là thông minh, bọn chúng có thể tạo ra thét lệnh dựa vào thần thú đó. Vì vậy ta liền thu lại và tạo ra một thét lệnh vô hạn số lần sử dụng. Cũng chính là bởi vì số lượng thần thú hao thiên mô có hạn và bị ta tịch thu hết thét lệnh, nên thét lệnh trở thành khan hiếm trong vũ trụ.
Nói cách khác, trong vũ trụ này chỉ có ta mới có thép lệnh vô hạn sử dụng, vô hạn lần sử dụng mà thôi. Vì vậy lúc trước thấy La Trinh có thép lệnh vô hạn, ta rất là kinh ngạc. Ta dụ hắn kể chuyện xưa là để tìm cách ngăn cản giác âm sinh ra từ thép lệnh đó. Ta rất muốn biết vì sao hắn lại làm được như thế. Trừ phi La Trinh có được quyền hạn cao hơn ta trong thiên đạo này. Ta từng hỏi hắn, nhưng hắn không thành thật trả lời, nên cũng chẳng điều tra được. Không ngờ lại là thuyết âm mưu lớn như thế. Hay à, những người này sống quá lâu rồi chắc cũng chán, nên đã đưa ra kế hoạch này. Rốt cuộc có nên nói cho La Trinh biết hay không? Được rồi, cứ đợi thứ tự xếp hạng võ giả đã rồi tính sau. Thực sự xin lỗi tộc trưởng, ta không có cơ hội lấy được bản thân cách rồi. Thật là làm nguyên định đến gia tộc. Hay à mà thôi, nên sinh ngươi bị loại, chính xác là có hơi thất vọng. Sau này cần nỗ lực hơn, thành tựu sau này của ngươi còn nhiều. Quý Nam tỷ tỷ, sao ngươi có thể nhìn ra được? Ta có dự cảm thôi, La Trinh có thể lại được Liên Sinh tỷ tỷ. Hiên Viên Thần Phong đụng phải hắn cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn đấy. La Trinh có thể đánh bại được Hiên Viên Thần Phong á? Không sao, dù sao người quý gia chúng ta cũng thất bại rồi, cứ đứng ngoài xem diễn biến thế nào. Khi Yếu Cầm thắng, Cơ Lạc Tuyết thắng, đã có hơn chục võ giả bị loại rồi. Có điều những trận đấu này không có kịch tính, một bên thì tận lực, còn bên còn lại đạo tử thì vẫn chưa đối đầu nhau. Cuộc chiến đang tăng tốc, giờ còn 150 người, 15 người, 13 người, 11 người. Hiện tại chỉ còn có ta, Ấu Cầm, Hoa Thiên Mệnh, nhân tộc Hiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Thánh Vực Vạn Phật Khổ Đăng, Yêu Giả Tộc Khinh Ngữ, Ma Tộc Khôi Chiến, Thiên Vị Tộc Giang Chính Nghĩa. Ta khi Ấu Cầm, Cơ Lạc Tuyết không phải là đạo tử, Hoa Thiên Mệnh thì chưa thể xác định, nhưng bản thần cách thì chỉ có 10 khối. Trong lúc ta là ai sẽ bị loạn, trong chúng ta ai sẽ là bị loạn đầu tiên đây? Cuối cùng trong 11 người này, có thể thấy được thế lực mạnh nhất trong vũ trụ là Chư Thần Vô Niệm rồi. Đúng, Liệt Thiên Hàn, Hiên Viên Thần Phong, Cơ Lạc Tuyết đều là đệ tử từ tứ đại gia tộc của Chư Thần Vô Niệm. Hoa Thiên Mệnh phi thăng vào địa bàn của Chư Thần Vô Niệm nên cũng tính hắn là thành viên. Mặt khác trong chủng tộc khác nhiều năm, nhưng tiềm lực cũng không yếu. Chỉ là thảm nhất là Liên Minh Nhân Đạo, lần này chỉ có một đạo tử tiến vào top 300 người mà lại bị Liệt Thiên Hàn loại không lâu. Nếu không có La Trinh thì coi như là toàn quân bị diệt. Chủng tộc có hưng thịnh có suy cũng không có gì nào nè, nhân tộc thịnh vượng đã là quá khứ rồi. Các ngươi xem thế cục bàn cờ khi Quan Rồng Trắng bị giết đi. Cùng cắt cứ, số quân cờ trắng trên bàn cờ cực ít, màu đen đang chiếm thế thượng phong. Cái này có thể sẽ phiền toái đây, sự thịnh vượng của nhân tộc đã là quá khứ rồi. Cờ dòng trắng bị tiêu diệt, còn hùng cắt cứ các nơi. Đây là tình thế hiện tại, bây giờ tình thế vô cùng bị động. Ăn cờ kia chính là tương lai. Số quân cờ trắng quá ít, lại càng bất lợi, đại biểu cho nguy cơ lần này của vũ trụ sẽ rất là nghiêm trọng. Có lẽ tương lai không xa, các chủng tộc trong vũ trụ sẽ phải đối đầu với một kiếp nạn lớn chưa từng có. Nếu cờ trắng mất hết, có thể toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Nhân kỳ này sẽ kết thúc sớm. Không cần kích động, chúng ta sốt ruột cũng không thể làm được gì. Dù sao số mệnh thiên tôn đều đã định trước hết rồi. Vậy giờ có thể làm gì đây? Cường giả chân chính là ra đời trong đại thế chi tranh này, cũng sẽ là nhân vật chính của đại thế giới này. Chỉ có được thần cách thì họ mới có thể thay đổi vận mệnh của thời đại này. Chúng ta cứ lặng yên theo dõi tiếp đi. Đúng, vị trí này cũng không cần yếu. Em quân viên đặt ở vị trí này là có ý gì? Kỳ quái vị trí này. Vậy vòng này đối thủ của ta sẽ là ai? Trận này Hiên Viên Thần Phong đấu với Khê Ấu Cầm. Quấy, không ngờ lại là hai người họ. Ván cờ này có vẻ có chút vi diệu đó.
Hey ho, cầm này vận khí tốt thật. Trận này cũng không phải là trận bị loại. Đừng phải Hiên Viên Thần Phong thì nhận thua sớm thôi. Đúng vậy, còn có thể bảo tồn được thực lực bản thân. Ông cầm cô nương có thể giao đấu với tận là ở đây, Thần Phong ta cảm thấy rất là vinh hạnh. Ta không hề có ý giao đấu với ngươi, ta nhận thua. Ngàn vạn lần không được. Vì sao? Ta nhận thua ảnh hưởng gì đến ngươi? Ông cầm cô nương, nàng biết bàn cờ thiên địa này dùng để dự đoán thế cục vũ trụ tương lai hay không? Ta từ nhỏ không chỉ tu tập võ đạo mà còn cả tinh thuật, chiêm thuật cũng nghiên cứu qua. Nàng xem, thế cờ kiếp tranh này là do nàng tạo ra. Nơi này có ba lối thoát tiên, mỗi một kiếp tranh đều do Hiên Viên Thần Phong ta bố trí. Nếu nơi này được dẫn xuất lần nữa, chính là sự tương liên giữa ta và nàng. Hắn đang nói cái gì thế? Hình như hắn đang cố tình diễn tính bàn cờ thiên địa. Cái này ta cũng chịu, vậy thì sao? Nếu tao đoán không sai thì hai quân cờ đen này, một đen một trắng này, là Triệu Thiên Sách Nhịp. Như vậy ý tiếp chính là bọ ngựa bắt ve, hoa đào song tinh. Thật không hổ là nhân tài kiệt xuất của vũ trụ, nhân vật chính của đại thế chi tranh. Thật là xấu hổ, thân là thiên tôn sống trăm triệu năm vậy mà ta còn kém một bước, tầm nhìn chẳng bằng nổi hắn. Aha, Thần Phong con ta quả nhiên là không làm ta thất vọng. Nó linh tinh nhạt nhẽo thế không biết. Tạm biệt. Khoan đã, nói gì thì nói thẳng đi, ta chẳng hiểu số mệnh gì cả, diễn hóa gì gì đâu. Ta muốn nói xu thế của ván cờ này không những chỉ ra hỗn loạn của vũ trụ mà còn là số mệnh của chúng ta. Quân cờ của nàng đã chặn quân cờ của ta, vậy trong đại thế này nàng chính là người của ta hả? Ấu cầm không phải là một đôi với Na Chi hay sao? Cái này đùa bỡn cợt gì chứ? Không ngờ Hiên Viên Thần Phong nói rõ ràng như vậy, thú vị. Ý hắn là gì vậy? Rõ ràng muốn tỏ rõ chủ ý với khê ấu cầm trước mặt của ta. Hồ thần kinh, hấu cầm cô nương xin dừng bước, câm miệng, xẹt. Well, kiếm này mặc dù là hư ảnh nhưng có một cỗ cực kỳ hung ác ý chí bên trong, chẳng lẽ là kiếm trận lục thần? Dầm, trường đằng kiếm, phật hoàng kiếm, trọng dương kiếm, thiên ma kiếm, bốn thanh kiếm này tạo thành kiếm trận hung ác nhất thời thượng cổ, đó là kiếm trận lục thần. Còn nói vậy bọn ta sẽ không khách khí. Lục thần kiếm trận tuyệt không tồn tại trong thiên đạo này. Như thế nào mà trong nữ tử, trong tử cực giới lại bày ra một nhân vật thế này? Âm thể tử cực nhất phẩm này lại còn được lão thái bà vô định lão nhân kia. Nàng ta có thể đến được giai đoạn này. Ta vừa rồi chỉ nói ra diễn tính trong bàn cờ mà thôi. Mệnh số quả thật là như thế. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là họa do miệng mà ra. Vậy ta mới không tin. Xoẹt. Keng keng keng. Chắc nàng ta lúc trước là ẩn giấu thực lực, vậy mà có thể ép Hiên Viên Thần Phong đến mức này. Nàng ta cũng là đạo tử hay sao? Đừng tới gần ta nữa, ta nhận thua. Rõ ràng có thể bước ta đến mức độ này. Tên này thật sự là hết sức vớ vẩn. Người điên nói lời điên mà thôi, cứ kệ hắn đi. Ta không để ý đến lời hắn đâu. Chàng cũng đừng nghĩ nhiều nha. Biết mà, có điều thực lực của nàng làm ta rất là bất ngờ đó. Hiên Viên Thần Phong, đợi đến lúc chúng ta đối đầu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.